trong cái luật đó đó, của cái nhóm này, của cái cộng đoàn tu sĩ này đó, có một cái điều khoản, đây là cũng là đoạn 5 câu 13 đến câu 14, nó rất là rõ. Anh em chớ bước vào dòng nước suối, chớ bước vào dòng nước suối trước khi anh em ăn năn hối cải để được tha thứ. Có nghĩa là bước vào cái dòng nước đó để được thanh tẩy á, giống như chúng ta bước vào trong cái tòa giải tội đó, nếu mà anh em chưa có hối cải, chưa có sám hối á, thì đừng bước vào cái dòng suối đó để được thanh tẩy. Phải được thanh tẩy xong á thì mới bước vào cái bàn tiệc ăn với nhau, chung với nhau mới được tha tội. Nhưng mà muốn được tha tội phải hối cải. Thì cái chữ hối cải này, metanoia, có nghĩa là sao đây? Hối cải hiển nhiên chúng ta biết là người Do Thái có cái luật, có luật đạo mà họ giữ luật, giữ luật rất là chính xác, phải không? Kỹ càng đó. Nhất là ông Gioan Tiền Hô là con của Tư Tế nữa, ông phải biết luật chứ. Hiển nhiên là phải biết mình có luật á, ai phạm luật á, phạm luật là phạm tội rồi. Rồi biết mình có cái phạm luật đó, ý thức như vậy rồi mình phải chê ghét tội lỗi đó, dốc quyết chừa bỏ tội lỗi đó, đi xưng thú tội lỗi đó và đền bù bồi thường cái tội lỗi đó, ha, những gì mình xúc phạm đó. Nhưng mà chưa có đủ, cái hối cải này chưa có đủ. Cái chữ metanoia tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là nới rộng chân trời. Nó nghĩa là như vậy đó. Nới rộng chân trời, chuyển hóa chuyện người và cải cách cuộc đời. Nó không phải là tôi có cái tội đó, tôi biết nó là tội và tôi biết tôi phạm rồi tôi ghét nó, rồi tôi dứt quyết chừa bỏ, tôi đi xưng thú tội và tôi đền bù. Chỉ có tội tôi với cái tội đó mà thôi. Còn metanoia hối cải đó, hay là hoán cải đó, là ảnh hưởng hết, gọi là thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình. Các anh chị không? Mình sống trong tội thì mình bị giới hạn trong cái thế giới đó thôi, trong cái lĩnh vực đó thôi. Bây giờ là mình thành con người mới rồi. Chuyển hóa chuyện người đó, chuyển hóa là sao? Có nghĩa là bây giờ đầu tiên là nới rộng chân trời của mình. Bây giờ mình không có còn ở trong cái thế giới của mình nữa, mà mình đi vào một cái thế giới rộng hơn, là thế giới của Thiên Chúa rồi. Mình không có nhìn đời, nhìn người, nhìn mình trong cái nhìn cá nhân, ích kỷ, thấy không? Vị kỷ của mình nữa, phải nhìn với cái nhìn của Thiên Chúa. Nới rộng chân trời mà nhìn khác lắm. Và Chúa Giêsu đến á, Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa Giêsu không phải là thay đổi tư tưởng của người ta, mà Chúa Giêsu thay đổi cái lối nhìn. Cũng những cái sự việc, những biến cố, sự kiện nó xảy ra trên thế giới cũng vậy, tôi cũng luật đạo Do Thái, nhưng mà Ngài nhìn với cái góc cạnh khác, thay đổi cái chân trời để mà nhìn, thấy không? Nhìn trời, nhìn người. Người ta cứ nghĩ là Đức Chúa Trời hết sức là tàn ác, công thẳng, cái đó đúng đó. Nhưng mà Chúa lại kể cái chuyện người cha có đứa con, hay là vị vua có một người đệ tớ mang nợ đến 10.000 nén vàng, thấy không? Và công lý đòi buộc phải trả. Nhưng mà người đệ tớ đó quỳ xuống năn nỉ, cầu xin, nài xin thương xót tôi. Rồi ông vua ông thương cảm, ông tha cho, thấy không? Đổi cái lối nhìn hết, đổi mất chân trời mới, và phải có cái nhìn của trời, chúng ta là nhìn của người nữa. Cái nhìn của người Do Thái đó, tội thì phải vi phạt thôi, bất cứ tội nào cũng phải, ăn cắp thì chặt tay, ngoại tình thì ném đá, phải không? Nợ thì phải trả, mắt đền mắt, răng đền răng. Chỉ giới hạn trong cái luật đạo thôi. Cái luật có nghĩa là anh phạm tội thì phạt anh ngay tức khắc thôi, không có chừng chừ. Còn đây cái nhìn một cái chân trời mới, đây là một cải cách, thấy không? Thì chúng ta thấy đây, đầu tiên là nới rộng chân trời, đổi lấy cái nhìn, rồi chuyển hóa chuyện người. Nghĩa là sao đây? Cái vấn đề này, metanoia là sao? Bất cứ một cái biến cố nào xảy ra trong cuộc đời của mình đó, của các anh chị, của tôi và các anh chị đó, thì chúng ta đầu tiên chúng ta có niềm vui gì đó xảy đến, thì trúng số hay là gì đó, là mua được nhà, sinh được đứa con, hoặc là bây giờ mình thất nghiệp, hoặc là mình bị bệnh, hay là vì con nó mất, hoặc là mất con hay là gì đó. Bất cứ biến cố nào là thời thế, đất nước mình mất nước, thấy không? Hay là mình khủng bố, tất cả cái biến cố nào đó thì luôn luôn chúng ta nếm trải qua cái kinh nghiệm đó. Đầu tiên là cái kinh nghiệm, ok, vui buồn sướng khổ trước tiên như vậy. Rồi khi mà chúng ta có kinh nghiệm xong á, thì chúng ta có cái thời gian chúng ta rút lui vào trong cái sa mạc, cái nội tâm của mình đó, thì chúng ta sẽ nhìn lại nó, ok,
chúng ta nhìn lại nó, chúng ta phản ảnh về nó. Ví dụ biến cố 75 đi, hay biến cố vượt biên đi, hay là biến cố anh em nào đó trở lại đạo, hay là lấy vợ đi, hay là sinh con đi, nó cũng biến cố. Thì chứ sau khi mà nó xảy ra rồi đó, mình sẽ kéo lòng mình lại để mình nhìn lại cái biến cố đó, nhìn lại quá khứ đó và đang xảy ra. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn suy niệm, thấy không? Suy niệm và nghiệm xét lại, mình phản ảnh lại. Phản ảnh là cái gì? Thì cái biến cố đó, ví dụ như bây giờ các anh chị với tôi cũng chia sẻ biến cố 1975. Nhưng mà tôi bảo đảm các anh chị cũng năm 1975 đó, anh Thành có câu chuyện khác, tôi có câu chuyện khác, anh Thuấn có câu chuyện khác, các chị có câu chuyện khác. Cũng biến cố đó thôi, nhưng mà mỗi một người sẽ có một câu chuyện kể lại nó là như thế nào. Chuyện ai cũng không có giống ai được, nhưng mà nó có một cái mẫu số chung. Khi mà mình kéo mình trở lại để mình suy niệm đó, cái biến cố đó, thì mỗi người có câu chuyện. Và cái câu chuyện trong lòng mình, trong đầu mình đó, nó là thực tại của mình, nó là thực tế. Tôi cũng đi vượt biên, anh chị cũng đi vượt biên, nhưng mà mỗi người cũng trên tàu đó sẽ kể cái chuyện khác, thấy không? Cái cảm nghiệm mình sẽ cảm nghiệm khác, mình nếm trải sang kiểu khác, thấy không? Thì á, cái thứ ba, cái giai đoạn thứ ba đó là bắt đầu làm sao mình hội nhập, mình chuyển hóa đó. Thì đây á, cái phần này là chuyển hóa chuyện người. Thì bây giờ từ xưa đến nay cái câu chuyện được ông bà tổ tiên hay là cha ông của người tổ tiên của người Do Thái họ kể lại về câu chuyện cứu thế, câu chuyện của người Do Thái từ thời Abraham, Isaac, Jacob, rồi đến thời Môsê, rồi Giuse, rồi các tiên tri, các thẩm phán gì đó, thì họ kể chuyện như vậy. Thì câu chuyện đó là thực tại của người Do Thái. Thì đến bây giờ hàng ngàn năm rồi họ vẫn kể y như vậy câu chuyện đó thôi. Và câu chuyện nào á là mình như vậy, mình kể câu chuyện nào. Bây giờ nói lịch sử Việt Nam thì lịch sử Việt Nam là con rồng cháu tiên, mình là như vậy đó, phải không? Rồi vua Hùng Vương, rồi Hai Bà Trưng gì đó, đủ thứ chuyện. Đó là mình đó. Mình nhờ câu chuyện đó mới định nghĩa mình là ai. Nhưng bây giờ khi mà Chúa Giêsu tới hay là đi các tiên tri đi rao giảng đó, kể lại chuyện kiểu khác, một cái góc cạnh khác. Khi mà nới rộng chân trời ra đó, thì chúng ta sẽ được kể cái câu chuyện của con người, không có phải theo cái khía cạnh của con người mình nếm trải, mình cảm nghiệm, nhưng mà theo cái lối trời nhìn đời, trời nhìn người, chứ không phải là người nhìn trời, người nhìn đời. Các anh chị hiểu không? Cũng biến cố thôi. Nhưng bây giờ Chúa tới, Chúa đổi, là nới rộng chân trời, chuyển hóa cái chuyện, cái câu chuyện đó, để mà trở nên một cái thực tại khác. Do đó khi mà Chúa nói về về cái ơn gọi là tha thứ hay là cái ơn cứu độ đó, Chúa đâu có nói là phải giống như Gioan Tẩy Giả phải ăn năn hối cải, phải được thanh tẩy, phải trở lại hối cải. Chúa kể câu chuyện người con hoang, nhớ không? Chuyện người con hoang còn đây á, ông Gioan Tiền Ô ổng khác với Chúa chỗ này. Mà các ngươi mà không trở lại đó nha, nghe coi nha, nồi rắn độc, ai mất cho ngươi trốn cơn thịnh nộ. Đây là cái lối suy nghĩ của các tiên tri từ xưa đến nay. Các tiên tri ấy, nói thẳng có tội thì phải chết, và nói thẳng ra nồi rắn độc, thấy không? Ai mất cho ngươi thì hồng trốn cơn thịnh nộ, hồng đến hãy xin quả phúc đức. Muốn được chúc phúc ấy, thì phải xin quả phúc đức với lòng hối cải. Hối cải để xin quả phúc đức là đền bù á, và làm việc tốt nữa. Đừng nói rằng mình là to là con cái Abraham, đừng ý lại mình có là con ông cháu cha đó mà làm càng hay là ý lại đó. Thiên Chúa vẫn lấy những viên đá này tạo nên con cái Abraham. Đây là cái cách thức của các tiên tri rao giảng ơn hối cải, nhưng mà nó không phải là metanoia, cái hối cải đúng theo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Ngài đến, Ngài không nói nồi rắn độc, Ngài nói là sao? Người cha có hai đứa con, bữa đó đứa con thứ bảo cha, ông chia gia tài cho tôi phân nửa gia tài. Sa-de-re-chi-na-ma-de-mi-se-di-co-di-o.